đây chúng mình sẽ có một video unboxing. Lúc đầu thì mình định gộp cái video này vào trong một cái daily vlog, thế nhưng mà hôm nay mình nghĩ lại rồi, các bạn là ngày hôm qua mình ngựa ngựa xong rồi mình lại đi khảo sát thị trường cảng, thế là mình lại chốt deal. Vậy nên là đồ unboxing hôm nay sẽ nhiều hơn một chút so với mấy hôm trước. Thì đó, chúng mình sẽ có unboxing đầu tiên là đây là tạp chí Spotlight của Seoul. Mình không nhớ là mình đặt nó từ tháng mấy ấy, mà bây giờ mình nhận được, thật sự là không nhớ là đặt từ tháng bao nhiêu luôn. Thì mình nhận được 2 ngày trước rồi, nhưng hôm nay thì mới có thể bóc ra được. Định là để hôm nào rảnh rảnh mới bóc, nhưng mà mình thật sự không có cái hôm nào rảnh hết, nên là hôm nay đã phải tận dụng một buổi đêm mình gọi là có một chút rảnh rỗi. Thì mình sẽ unboxing vào ban đêm nên chúng ta mình định để buổi sáng cho nó sáng sủa ấy, nó sẽ có ánh sáng tự nhiên, chứ phải ánh sáng đèn điện như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Thế nhưng mà tôi không đợi được, tôi đợi quá lâu rồi, 2 ngày là quá đủ rồi, hôm nay tôi sẽ bóc. Thì đây sẽ là tạp chí, và tạp chí này mình mua thì có kèm thêm poster, xong rồi mình sẽ bóc cho mọi người. Và nãy thì mình mới đi thu mua cảng đó mọi người. Thì đó, tối ngày hôm qua thì mình có lên, xong rồi mình không hiểu sao, thực ra là mình không có ý định là mình sẽ mua cảng, nhưng mà mình ngựa ngựa lên ý, buổi đêm mà mình không ngủ là mình sẽ hay bị ngựa ngựa lắm mọi người. Mình sẽ hay có những cái idea tiêu tiền nó rất là dở hơi. Thì hôm qua mình trong gọi là trong thâm tâm thì không thực sự là có ý định sẽ mua cảng đâu, nhưng mà mình vẫn up một cái tốt là tìm cảng. Thì mình up tốt là tìm cảng của Taejin-dong, tại vì gần đây có thể có một số người sẽ biết là mình bắt đầu đu CS, và trước đấy thì có một chút là đu Rowan ở trong SF9, nhưng mà Rowan mới rời SF9 rồi, nên là nếu như lần sau SF9 comeback thì mình cũng không có cơ hội để mua album mà có được cả Rowan ấy. Thế nên là mình đi khảo sát thị trường một vòng, thế sau rồi mình đã chốt được một cái deal mình nghĩ là khá là hời. Đây hôm nay mình ăn mất cho mọi người, mình cũng vừa mới đi lấy về thôi. Mình chốt của 2 bạn seller khác nhau, 2 cái này. Và xem trông nhiều ha, sau rồi mình sẽ cho mọi người xem. Thì đầu tiên chúng mình sẽ bóc tạp chí trước nha. Ok, hỏi đây là mình sẽ bóc cái này trước. Mình không nghĩ là cùng là kiểu tạp chí nó sẽ người ta sẽ ship cho mình một cái to bằng một nửa người mình luôn. Các tạp chí không đến mức to vậy đâu, thì nó còn tạp chí to như tờ báo Nhân Dân. Thật ra tôi cũng hàng đến lắm, là tôi biết là hàng bé nhưng mà tôi vẫn chưa làm bóc, vậy tôi muốn quay đi xem cho mình coi. Là bây giờ ôi dồi kỹ ghê, chúng ta chỉ là suýt nữa thì tôi cho nó vào đĩa của các bạn. Ra đến hôm shop phải nhắn tin cho tôi là chuyển khoản mất tiền vì tạp chí về rồi. Tôi mới nhớ ra là tôi có đặt một cuốn tạp chí, cái cần đâu nhớ mọi người ạ. Đây nó to thật nha, nó to thật nha. Tôi tưởng là nó chỉ là người ta bọc chống sốc nhiều nên nó to vậy, nhưng mà nó to thật nha mọi người. Ok, thôi mình xem poster trước, mình sẽ xem cái tạp chí này sau. Thì lúc mà đặt tôi cũng không biết là tôi sẽ làm gì với cái poster này, chắc chắn thì là còn lâu tôi phải treo lên, nên là chắc là vẫn cất một cọc như thế này. Kiểu định lúc đầu là mua vơ không có poster đâu, nhưng mà những bạn thấy poster cũng dâng lên không đến mình, nhưng thôi lại là poster thì chả biết là mình poster có treo hay không. Một to nha, to nha, không biết có treo poster không, không biết là có ngày đấy không, nhưng cứ mua đi.
giờ cái gia tài đu đu K-pop của tôi nó đang rất là đang không có chỗ chứa rồi. Tôi đang suy nghĩ đến việc là tôi cần một cái kệ để bày hay là mua một cái hộp mới để được nhiều đồ hơn. Tôi tưởng có một poster thôi. Trong đây như kiểu có hai cái. Yeah. Đây đây đây. Xin giới thiệu với các bồ, đây là OC. Ê đỉnh quá nè. Có hai cái poster nha, có cái đằng sau đó. Tôi sẽ để đằng sau đây. Em điên. Wow. Thế bà. Ê, ông nha, thích nha. Em thấy cái poster này hợp làm tấm mắt sáng này á. Tôi thấy cái mặt hơi sáng rồi này. Sáng. Đây thì đấy là poster. Em sẽ lại cho hai cái vào một. Mình sẽ cầm lại. Mình sẽ xem sang tạp chí. Lên đá. Tôi xem nó có hết sáng. Em đừng. Tôi tìm ra công dụng mới của poster, có thể làm tấm hắt sáng mọi người ạ. Xin chào. Cắt poster lại. Cắt vào một góc đã. Thêm gọi một chữ. Nó lại không có vừa. Đấy. Bóc sạc tạp chí. Tôi chọn mua bơ bê thì tôi ưng cái bìa quá. Thế là tôi đã mua bơ bê thay vì bơ A. Thế nhưng mà mua hai bơ thì bạn luôn có là có cơ hội để có được một cái Polaroid có chữ ký thật hay không. Thế thì hôm nay tôi gài bùa và có điện thoại. Bùa bốc chứ nữa là bùa thích cả. Tôi có gì tôi được giúp cả với cái tạp chí ạ. Chiếc Polaroid chữ ký hiệu chẳng hạn. Người nghèo thì cần hay phải bỏ các bạn. Thành một ước mơ khó mà trở thành hiện thực. Wow. Ê, tôi biết có ai ác có biết là ác bóc cái gì mà trông nó chán quá. Rất là mà chấm phẳng thế. Hôm cốc đăng bài về tạp chí, nhưng mà tạp chí kiểu người ta ship số lượng nhiều ấy, xong rồi nó đè nhau ấy. Xong xong cũng có bảo là có thể tạp chí sẽ bị default là không tránh được. Mình cũng không biết là tạp chí của mình nhận có bị lỗi hay không. Thì có vẻ như là khá là ổn. Đây là tạp chí oxy luôn nha. Ê, nó vẫn hơi bị nhau, vẫn hơi bị đi con, nó hơi bị nhầu nhầu ở cái phần gáy. Không sao. Ui, không sao. Vẫn đẹp lắm. Tôi đổ góc quay cho mấy bà coi. Nó nét nha.
Ê, cái giấy không như tôi mong đợi mọi người ạ. Có thôi. Ủa, làm sao cũng này. Cũng cũng cũng. Đây là tạp chí. Nó là giấy kiểu, nó không phải cái giấy kiểu bìa cứng. Nó khá là mềm mọi người. Tôi không có thích lắm. Hơi thấp học xíu. Còn đây là tạp. Xíu xíu xin luôn. Cho một người coi nha. Là không in các bác. Tôi phải cậy thử. Chúng mình sẽ được hai cái Polaroid như thế này. Cứng ồ. Và một cái cạp này, một cái nữa. Một cái nữa. Một cái cạp như thế này. Và hai cái Polaroid là ba cặp. Siêu xinh đấy. Đó. Để tăng đây. Cho đẹp. Đây tôi sẽ xếp. Thôi lát nữa không có chỗ để giấu tạp chí. Đấy. Này. Là màu quá trời. Tiếp vật chính tạp chí. Ê, tôi không biết là có phải là người ta trong mỗi cái bìa không. Thế là bên trong cũng có ảnh. Nhưng mà cái bìa này xinh nha. Cái bìa này xinh hơn bìa vơ. À, không phải people. Beauty. Con này hả? Cuốn này có thể giữ lại để ít nữa luyện tiếng Trung. Tài liệu luyện tiếng Trung của tôi. Tiếng Trung của tôi là sắp đi vào dĩ vã rồi. Nó đang rất là không có thời gian để luyện tập. Nên là từ cuộc tiếng Trung của tôi nó đang bay như một cơn gió vậy. Bút nít. Ô hay rồi. Bên này họ có cái review sách. Xeon. 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 Mọi người có thấy không? Đây thích xịn nha này. Không biết có lọt chút ảnh vơ a nào vào đây không ta. Hay gì không? Ưng thích outfit này ghê. Bộ này cũng đẹp quá. Hồi lách ra cái video chụp tạp chí eo cưng. Video nhìn rất là đáng yêu. Xem này. Ồ, có một chiếc ảnh vơ a nha. Tôi đang nghĩ là chắc là ảnh bên trong tạp chí thì chắc là giống nhau, khác một cái bìa thôi. Thường thì bên trong người ta hay làm vậy, khác một cái bìa, còn nội dung bên trong thì nó vẫn giống nhau. Đẹp trai quá nè. Một lần tôi order tạp chí ở bên trong một lần rồi. Tại đâu tôi có order đâu. Lại nhớ vớ vẩn hỏi. Không, không order. Mà là được bạn tặng. Bạn tặng lại trong một cuốn tạp chí. Tại vì mobile tôi thì nội dung giống nhau, khác một cái bìa thôi. Và kiểu khác là poster bên trong ấy. Còn nội dung nó vẫn vậy à. Anh sách này cũng xinh đúng không? Trông rất là cozy boy nha. Trông rất là mùa thu nha. Cái mai anh nhìn xinh xinh. Cái mai là... Thế rồi. Ồ, cái này là phẳng giấy. Tôi cũng biết đâu. Bây giờ tôi sắp thành kiểu dạng mù tiếng Trung rồi mọi người ạ. 4 tháng của tôi nó sắp cầm cốc rồi. Mình sẽ sớm quay lại với con đường
học ngôn ngữ mới. Lifestyle. Và mình vẫn muốn tìm một câu để đi qua chung học một lớp tiếng. Nhưng mà có lẽ là không phải là năm nay, nhưng mà sẽ sớm thôi. Mình sẽ quay trở lại với sự ngôn ngữ. Hết rồi. Ở dưới này thì toàn là các cái bài kiểu beauty rồi interview. Đó, tạp chí ở dưới thì chỉ vậy thôi. Đó là tạp chí Spotlight có CEO làm trong video, và đây là VB với ba chiếc cạp rất rất là xinh. Đó, thì đây là tạp chí của tôi. Nhân vật tiếp theo hôm nay sẽ được unboxing chính là hai cái tách này. Thì đây là cạp, trong này sẽ bao gồm cạp của Bên Trong và Rowan. Thì mình đã vừa mới đi lấy lúc nãy, không biết là giày đúng không. Đây là hai tách, hai solo khác nhau. Nhưng mà mình đã thấy Rowan rồi thì mình sẽ bóc cái này trước cho mọi người coi nha. Kiểu hai bạn này cũng đều ở Hà Nội mà mình đều tiện đường đi về, tiện đường đi làm về thì mình sẽ qua mình lấy luôn. Đây là của bạn đầu tiên và mấy bạn ấy đều rất là đáng yêu. Kiểu cái deal mình mua rất là hời luôn. Lát nữa mình sẽ nói cho mọi người biết là mình mua đống này hết bao nhiêu tiền. Đấy thì đây là của bạn đầu tiên. Mình đã, cái này thì là đồ tặng, tặng kèm nha. Mình mua đây, hai cạc, hai chiếc cạc của Ron, album gần đây nhất. Đây, một cái này và một cái này. Vì mình thấy xinh ấy, xong rồi kiểu cũng mình hỏi giá thì cũng kiểu giá offer thôi. Cái offer bừa, xong bạn ấy ok, thế ra mình lấy. Đây, để mình xem. Đây, cái này là của Surprise of Night mini album thứ 12. Rồi nhìn nét căng nét nha. Ôi đẹp trai lắm ý. Cái phim, cái phim đợt vừa rồi mà đóng cùng cho qua ấy, tôi xem phim đấy xong tôi bị mê lắm ạ. Tôi kiểu tôi đu. Thế là hồi đấy mà xem phim xong rồi cũng lên up bài tình cảm nhưng mà không có iPad ấy. Còn mãi từ bây giờ có bạn này. Mình tìm bạn này. Không, thực ra là mình bất ngờ xem được bài bắt cà luôn của bạn này. Xong rồi mình tối hôm đấy thì mình up một bài trong nhóm mà phát đồ của CS để mình tìm cà của Bên Trên Trong. Thì mình lại thấy bạn ấy comment. Thế là mình kiểu một công đôi việc, bạn ấy kiểu đu cả hai ấy. Thì mình mua luôn. Đây, đây là Ron. Còn đây là Bên Trên Trong mà mình đã mua được của bạn Sơn Lợn này. Rồi cái cạc xinh nơi là xinh và giá thì thật là rẻ. Ui, bắn luôn cái cạc ra ngoài. Thích lắm. Đi qua OK Music để nhìn Bên Trên Trong xong mình vẫn chưa xuất ra được. Cái này thì là của album Sing Kill Me. Được rồi, tôi vẫn đang rất là chờ các bé khóc mắt để mong luôn. Xin quýt từ luôn. Thì mình mua được 3 chiếc cạc này. Mình mua 3 chiếc cạc này. 3 chiếc cạc này mình mua với giá chỉ có 100.000. 100.000 thôi mọi người ạ. Chia ra thì rất là rẻ đúng không ạ? Khoảng 30.000. Bên Trên Trong là mua 30.000 thôi. Còn hai cái cặp luôn này thì mình offer là 35. Thế là lấy luôn 3 cặp 100 cho luôn. Thế là bạn ấy cũng ok, thế là mình lấy về. Thế đấy thì bạn ấy cũng tặng thêm cho mình cái này là sticker ở trong album Semi Kill Me. Sticker đi nha. Không có dùng mang tặng à. Cái này mình dính nốt à. Không biết nữa.
kiểu bây giờ mấy bạn đi bắt cạp ấy, xong hay có mấy cái đồ tặng kèm xinh xinh ấy. Đúng như mấy cái này này. Đấy, mình có thể dùng trang trí nhất làm gì đó. Khá là cụ thể. Còn cái này thì là cạp tự in ấy. Cạp tự in thôi, nhưng mà cũng xinh. Có thể dùng để nhét ốp điện thoại cũng được nè. Luôn, luôn, luôn. Và một cái cạp nhóm xếp cũng rất là xinh, cũng là được đỏ stay của Zenkini. Mình rất là thích Zenkini nha. Cái mắt đồ nhét vào đây cho nó gọn. Này đây, như thế này. Đấy, đó. Sinh viên. Ở khá là gần nhà mình nên là mình đi làm về mình đã qua lấy cũng khá là tiện, nhưng mà bạn này lại kiểu mình không có, mình quên, mình không có hỏi bạn ấy số điện thoại, và bạn ấy cũng bảo mình là kiểu khi nào chuẩn bị đến thì nhắn tin cho bạn ấy, cho mình đến. Rồi mình nhắn tin trong tuyệt vọng, mình nhắn tin và mãi bạn ấy không trả lời, nhưng mà mình vẫn kiểu đứng chờ ấy. Mình đến từ khoảng 9:15 mình nhắn tin cho bạn ý, rồi gọi điện cho bạn ý không được, gọi con messenger thôi không được, thế là đúng, nhưng mà kiểu vẫn quyết định đứng chờ. Thế là mãi gần đến 10 giờ, mình định là đợi đến 10 giờ nếu nhưng mà không thấy bạn ý on, bạn ý ghép mình ấy, thì chắc là mình để hôm sau mình coi mình lấy. Thầm hay quá, một lúc sau thì bạn ý ghép lại, là bạn ý vội đi xuống, kiểu mình đứng ở dưới cửa nhà bạn ý rồi nhưng mà mình không dám ấn chuông, tại vì cái nick mà bạn ý bắt cả nó thường thì mọi người sẽ dùng nick blonde ấy, và cái tên thì dĩ nhiên không phải tên tiếng Việt rồi. Thế nên là mình cũng không dám nhấn chuông cửa, vì nhấn xong rồi hỏi biết hỏi ai, tên thì không biết. Đấy là kiểu nhỡ về nhà người ta ra rồi kiểu bố mẹ ra cô cho cháu hỏi bạn bắt cả thì nó cũng kỳ. Mãi là sau bạn cũng xuống, thế là bạn cũng kiểu thấy mình bị đợi lâu nên là bạn cũng cho mình thêm một chút đồ. Thì đấy, mình thấy cũng dày dày, mình nghĩ là còn cái gì. Nhiều thứ lắm nha. Cái này thì là ảnh tự in rồi, và xin phép phải là bên trên nhau thôi. Cái này cũng là in chính của nó, hình ở fan size rồi, hình ở album quay rồi. Tôi cũng không hiểu rõ lắm nữa, tôi đang chưa có một cái album nào của CIS cả. Lần sau các bé mà comeback thì tôi nhất định sẽ mua. Nhìn cái in sẵn. À không, đây chỉ là hình, nó cũng không thể gọi là tạp. Hình in, hình in sẵn. Còn cả tôi mua là cái nền này mọi người ơi. Tôi mua cái nền, em ơi xinh lắm. Lúc đầu định ngó mua set 2 cái Polaroid của Jinyoung, xinh lắm. Nhưng mà đến lúc mà bạn ấy lấy thì bạn ấy bảo là bạn bán mất cái set đó rồi, thế là mình không mua được set đó nữa. Nên là mình không còn mình chọn ăn tấm này, vì mình cũng hơi phân vân vì giá tấm này hơi cao. Giá của tấm này hơi cao nên là mình phân vân. Lúc đầu mình cũng không chọn. Cũng câu chuyện cơ gạo gạo tiền lắm chứ bộ. Đó, sau đó mình lấy hai tấm này. Xinh xíu. Nhà tôi mua 3 tấm. Cái này là của Facebook 101. Hồi hồi vẫn còn Jinyoung vẫn còn hoạt động với 101.
collab với cả Reebok. Siêu xinh, càng này hơi cao, giá cao hơn hai càng này. Nên lúc đầu mình cũng không định chọn mặc dù rất là xinh. Thế là mình chọn set hai cái Polaroid kia thì rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà hết mất rồi. Số phận đưa này, tôi vẫn mua em này. Đó. Và hai tấm này, hai tấm này là của Wave. Ê, trùng như hình bông luôn. Xinh lắm. Chiêu xíu. Đó, mình mua ba cái tạc đó thì bạn ấy tặng cho mình một cái tạc này. Các album solo, à đâu, photobook. Ừ. Photobook của Chin Jong. Anh photobook của Chin Jong. Rất là xinh. Lúc đầu mình pick một cái khác thôi, nhưng mà bạn ấy mình hỏi bạn ấy là tặng cho mình cái tạc đấy được không. Vậy bạn ấy cũng có ghi là kiểu mua nhiều thì sẽ tặng ấy. Các bạn ấy bảo là cái tạc đấy bạn ấy check thì bạn ấy tặng cho một bạn khác mất rồi, không còn nữa. Thế là bạn ấy cho mình cái tạc này. Càng ngày bạn ấy không có up ở bên trên bài viết, bài phát tạc. Các bạn ấy tặng cho mình cái tạc cũng rất là xinh. Đó, thế là mình tự dưng mình có 4 cái tạc. Đó, thì đây là 4 cái tạc siêu cưng mà mình đã nghe về luôn. Đó. Một tấm hình tự in khác rớt ở đây xíu. Và kèm theo đấy là một số đồ đôi cưng xỉu xếp ra ở đây. Thì có cái đồ để đựng cà phê, quên mất gọi là cái gì rồi. Siêu yêu. Cái này còn có cái dây nữa. Cưng xỉu nhất rồi. Nhất cao qua đây thì xinh lắm nè. Đúng. Đúng. Hai cái siêu yêu. Đó, bạn ý bảo là tại vì để cho mình chờ lâu quá, thế là bạn ý đưa cho mình thêm một ít đồ QQ như vậy. Tôi mua là 100. Còn bạn này, mọi người ơi, tôi mua 3 cạc rồi tặng thêm 1 cạc nữa. Mà tôi mất có 180 à. Xong rồi còn được thêm một đống đồ kiểu tặng kèm như thế này. Kiểu tôi kiểu deal rất là hời luôn đấy mọi người. Tôi không nghĩ là tôi bị mua đắt đâu mọi người. Đó. Thì bạn này mua là bạn ấy còn có fix bớt giá nó xuống nữa. Mình mua hai cái cạc này tại vì cái set Polaroid kia bị hết, nhưng mà mình vẫn mua hai cái cạc này. Xong rồi bạn ấy cũng có hỏi mình là mua thêm cái gì không thì bạn ấy sẽ fix thêm cho. Thì mua hai cái cạc này là mình đã được fix giá xuống, thời gian cũng không nhiều lắm thì fix giá xuống được một ít. Còn mua cái cạc này thì mình được giảm 20k. Và một set này và mấy cái quà tặng kèm kia thì mình mất có 180 ạ. Vậy là tôi đã có bao nhiêu cái tạc đấy. Điều của ngày hôm nay chúng mình đã săn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chiếc tạc cùng một số quà tặng kèm khá là xinh xắn với giá là 280.000. Và chúng mình có nhân vật chính là tạp chí Spotlight của Seoul. Đây là đồ của ngày hôm nay. Unboxing cũng rất là nhiều nha mọi người. Siêu siêu cute. Đó, tôi đã định là gộp cái video này vào một cái mini vlog. Nhưng mà tôi nghĩ lại các em nó xứng đáng có một video riêng. Sự nghiệp làm phát ngôn của tôi. Chết rồi, tôi thấy càng ngày tôi càng xa đoạn này. Trên lý sống bây giờ tiền ăn có thể có, không có, nhưng mà tiền lưu chai chắc chắn là tôi có. Mọi người ạ.
quá trời quá đất. Ok, thì đó là video của ngày hôm nay và cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye và gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Do you mind it?